đứng đợi gì cho nắng. Bắt khách dọc đường. Em lấy giá nhiêu vậy? 50.000 người thôi. Đây đây đây. Móc túi. Cái bóp tiền của em đâu? Nhồi nhét hay đuổi khách xuống dọc đường. Gấp lắm rồi đó. Làm mình chán ghê luôn. Chuyện gì đã xảy ra trên chuyến xe đó? Xin chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Cảnh báo lừa đảo, được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Chắc là quý vị đang thắc mắc, không biết những hình ảnh vừa rồi đang muốn nói về vấn đề gì? Liệu có phải là màn chặt chém của những tài xế xe đò chuyên lừa đảo hay bắt khách dọc đường, hay là một chiêu trò lừa đảo nào khác? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Em đã biết tính anh hay quên á, thì đến ngày em nhắc anh đi. Suốt ngày em chỉ biết càm ràm anh thôi à. Tôi trăm công ngàn việc cũng nhớ gì đâu á mà nhắc. Có việc này không mà cứ khất tứ khất lui rồi quên hoài. Giờ không có vé rồi sao về đây? Nóng chết. Thôi thôi, anh xin lỗi mà. Mà cái vỏ em đeo á, giấy tờ tiền bạc để trong đó đó. Rồi hả, đeo như vậy á, một hồi nó chạy ngang nó giật một cái á, là coi như không còn cái gì á, bỏ vô vỏ đi. Rồi đợi khi nào có xe về đấy. Đúng lúc đó, một chiếc xe đò xuất hiện. Anh chị mới quát xe em hả? Dạ đúng rồi, xe em đi đâu vậy? Xe em đi Cần Thơ. Vậy hả? Vậy hai anh chị đi đâu? Đi Tiền Giang. Vậy em đi ngang rồi ghé Tiền Giang thả anh xuống được không? Trời ơi, xe em đường nào không đi ngang Tiền Giang. Thì tới đó em thả anh chị xuống thôi. Đứng hay đợi gì cho nắng, lên đi. À, nhưng mà em lấy giá nhiêu vậy? 50.000 người thôi. Bắt xe dù dọc đường. Trên xe thì lại không có tên hay là thông tin hãng xe, cả số điện thoại nữa. Thế nhưng lơ xe thì lại cho giá rẻ nè, rồi thêm trời nắng nóng, phần là cũng muốn về quê gấp. Và khi mà ngó lên trên xe thì thấy có khách ở trển mà, nên hai vợ chồng đã đồng ý lên xe. Nhưng liệu là họ có về được quê an toàn hay không, hay là gặp một chuyến xe bão táp? Hãy cùng chờ xem nhé. Anh chị, cho anh thu tiền luôn. Anh đưa tiền. Cảm ơn em nha. Cảm ơn anh chị. Ê, cái bóp tiền của em đâu? Trời ơi. Em mau mất trí nhớ quá. Hồi nãy anh kêu em đem cái bóp tiền đó đó cất vô trong cái vỏ, em nhớ không? Thiệt á, em bị anh lây cái tính hay quên rồi đó. Bực bội anh có không nhớ được gì luôn. Tại anh chị nãy giờ lo đón xe quá quên mới có gì đâu. Tên lơ xe đã nghe được bóp tiền của người vợ để trong chiếc vỏ sau xe. Thời cơ hành động của hắn đã tới. Alo. Dạ dạ con nghe ông chủ. Sao ông chủ? Dạ xe vừa ra khỏi thành phố ông chủ ơi. Phải quay lại rước khách liền hả? Quay về thành phố. Dạ 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 dạ. Thông cảm giùm em đi. Anh chị xuống xe đi. Tại xe của em bây giờ phải quay về thành phố để mà rước khách. Ý em là bỏ anh chị giữa đường vậy hả? Không phải là bỏ. Tại vì cái này là ông chủ của em á, là kêu phải quay về rước khách. Phải gấp lắm, đây là khách quan trọng nên em phải nghe lời ông chủ em, nên anh chị thông cảm giùm em ha. Em trả tiền lại cho anh chị luôn nè. Anh chị xuống xe giùm em đi. Trời gấp lắm rồi đó. Làm mình chán ghê luôn. Chạy đi bác tài ơi. Ủa? Hành lý! Ê! Hành lý của tao! Quả thật là quá lơ là chủ quan phải không thưa quý vị? Không hề rõ về tên hãng xe, không biết số điện thoại mà cũng không biết biển số xe luôn, thì làm sao tìm kiếm, làm sao mà có thể trình báo được đây chứ? Qua đây Ngọc Tiên muốn nhắc nhở quý vị, khi mà chúng ta có nhu cầu đi lại thì tốt nhất là mình ra bến xe, mua vé của hãng xe có uy tín để đảm bảo về chất lượng và an toàn cho chính bản thân của mình. Mà bên cạnh đó, để tránh được cái tình trạng đi xe dù bắt khách nhồi nhét và còn không rơi vào tay của kẻ gian nữa. Về việc hành lý tư trang thì tốt nhất là mình nên cất giữ cẩn thận và cũng tránh nói lớn về cái nơi cất giữ để cho người khác nghe thấy họ nổi lòng tham họ chiếm đoạt thì sao. Và rất mong tất cả quý vị sẽ cùng nhớ đến với lời cảnh báo ngày hôm nay để cùng gửi đến với những người thân yêu của mình, tránh để có thể kẻ gian lợi dụng vào đó để làm nguy hại đến bản thân của mình. Hãy nhớ đón xem chương trình Cảnh báo lừa đảo tiếp theo vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Còn giờ đây Ngọc Tiên xin được nói lời chào tạm biệt.